Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình tối nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại một số tỉnh Bắc Lào. Khai mạc tuần lễ thương mại du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2022 tại thành phố Đà Nẵng, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Đoàn công tác tỉnh Sơn La dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ngày hội văn hóa du lịch năm 2022, bản tình ca Sơn La Luông Pha Băng sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 tại tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hội đàm với đồng chí Kham Phoi Văn Nạ Sản, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Phong Sa Lì, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sáng ngày 16 tháng 7, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nhấn mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác tốt đẹp của hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam-Lào. Trong thời gian tới, hai tỉnh Sơn La và Phong Sa Lì sẽ tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh Sơn La và tỉnh Phong Sa Lì sang đầu tư, sản xuất kinh doanh tại mỗi tỉnh, thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, thực hiện quy chế đối ngoại, phối hợp phòng chống tội phạm qua biên giới theo biên bản hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào và tiếp tục nhận lưu học sinh tỉnh Phong Sa Lì đến học tập, đào tạo tiếng Việt tại tỉnh Sơn La. Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội và kết quả hợp tác giữa hai tỉnh, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Giai đoạn 2018-2021, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận và hỗ trợ 156 lưu học sinh của tỉnh Phong Sa Lì sang học tập tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ tỉnh Phong Sa Lì xây dựng một số cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí 5,3 tỷ đồng. Năm 2020-2021, tỉnh Sơn La đã nhận được sự hỗ trợ của tỉnh Phong Sa Lì với số tiền 25 triệu kíp phòng chống dịch COVID-19. Và tỉnh Sơn La cũng đã hỗ trợ tỉnh Phong Sa Lì 2 máy thở, 20.000 khẩu trang, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn tay để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng vũ trang hai tỉnh đã phối hợp tốt trong công tác trao đổi thông tin, tăng cường phòng chống âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi tỉnh, củng cố vững chắc tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Phát biểu tại cuộc hội đàm, đồng chí Kham Phoi Văn Hạ Sản đánh giá cao tình hình hợp tác giữa hai tỉnh Phong Sa Lì và Sơn La, cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Sơn La trên các lĩnh vực và mong muốn tỉnh Sơn La tiếp tục hợp tác với tỉnh Phong Sa Lì, đặc biệt là phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả, phát triển du lịch, thu hút đầu tư. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt của tỉnh Phong Sa Lì, chúc mừng những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh Phong Sa Lì trong thời gian qua. Tin tưởng rằng trong thời gian tới, hai tỉnh Sơn La và Phong Sa Lì tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân các dân tộc Việt Nam, Lào. Kết thúc hội đàm, hai tỉnh thảo luận, thống nhất, ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2024. Trong đó, trọng tâm là các nội dung hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội. Sau khi kết thúc hội đàm với tỉnh Phong Sa Lì, chiều cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh U Đôm Say, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tối ngày 15 tháng 7, tuần lễ thương mại du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2022 đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng, thu hút đông đảo người dân du khách tham gia. Dự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Về phía thành phố Đà Nẵng có đồng chí Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuần lễ thương mại du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại thành phố Đà Nẵng năm 2022 do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La và các sở ngành liên quan tổ chức tại khuôn viên bờ Đông Cầu Rồng, quận Sơn Trà diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết,
Tuần lễ thương mại du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La là một trong các chuỗi sự kiện hoạt động xúc tiến và kết nối giao thương giữa nhà cung cấp các sản phẩm nông sản và du lịch tỉnh Sơn La với người tiêu dùng và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ quảng bá, kích cầu, tạo giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu cho nông sản cũng như phát triển du lịch tỉnh Sơn La nhanh, hiệu quả, bền vững. Qua nội dung của tuần lễ thương mại du lịch nông sản an toàn thì tỉnh Sơn La cũng rất mong muốn được đưa các sản phẩm của mình giới thiệu, quảng bá nhằm kết nối tiêu thụ, kết nối cung cầu và cũng nhằm mục đích để cho các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Sơn La cùng với các doanh nghiệp hợp tác xã của thành phố Đà Nẵng và cả nước để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến thương mại. Tuần lễ thương mại du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La nằm trong nội dung biên bản ghi nhớ ngày 22 tháng 4 năm 2021 giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về hợp tác hỗ trợ phát triển giữa hai địa phương trong giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian đến, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục phối hợp cùng với Sở Công Thương và các sở ban ngành của tỉnh Sơn La và Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương để tổ chức nhiều sự kiện, chương trình kết nối với quy mô lớn hơn, đối tượng rộng hơn tại hai địa phương để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển hơn nữa việc trao đổi giao thương hàng hóa giữa hai địa phương nói riêng với các tỉnh thành trong khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 12 đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Sơn La, tổ chức với quy mô 24 gian hàng thương mại và du lịch, bao gồm các sản phẩm OCOP, nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, việc gáp, các đơn vị lữ hành, các điểm đến du lịch, đồng thời triển khai hiệu quả kế hoạch phương án tiêu thụ xuất khẩu đối với các mặt hàng trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là hai sản phẩm xoài và nhãn. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, sáng ngày 16 tháng 7, đoàn công tác tỉnh Sơn La do đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.200 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên tuyến lửa đường Trường Sơn huyền thoại. Phần lớn các liệt sĩ tại Nghĩa trang là con em của các tỉnh thành phố phía Bắc, trong đó riêng tỉnh Sơn La có 12 phần mộ liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thay mặt cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc của tỉnh Sơn La được bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, tự do của Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đời đời khắc ghi công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 15 tháng 7, Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Diệp, năm nay 104 tuổi, ở tổ 10 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La. Tại đây, lãnh đạo công đoàn công ty đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên mẹ sống vui, sống khỏe và bày tỏ lòng biết ơn tri ân những hy sinh cống hiến to lớn của mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Mẹ chính là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Theo đó, mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Diệp được công ty Điện lực Sơn La nhận phụng dưỡng suốt đời. Nhân dịp này, công ty cũng đã đến thăm hỏi và tặng 34 suất quà cho thân nhân và người lao động là thương binh, bệnh binh, người có công và các gia đình chính sách trên địa bàn. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân truyền thống uống nước nhớ nguồn của cán bộ công nhân công ty đối với những người có công với cách mạng. Sáng ngày 16 tháng 7, đoàn công tác số 1 của tỉnh Sơn La do đồng chí Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Sở Thông tin Văn hóa và Du lịch tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để thống nhất các nội dung tổ chức Ngày hội Văn hóa Du lịch năm 2022. Bản tình ca Sơn La, Luông Pha Băng diễn ra tại tỉnh Luông Pha Băng. Để chuẩn bị các hoạt động cho ngày hội, tỉnh Sơn La đã thành lập các tổ công tác phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, vận chuyển các trang thiết bị, cơ sở vật chất và nhân lực đến tỉnh Luông Pha Băng từ ngày 12 tháng 7.
diễn viên, ca sĩ của hai tỉnh đang tiến hành tập luyện, khâu nối các tiết mục chuẩn bị cho các chương trình nghệ thuật. Đến nay, cơ bản tiến độ chuẩn bị tổ chức các hoạt động của ngày hội đã đảm bảo kế hoạch đề ra. Tại cuộc làm việc, tỉnh Sơn La đề nghị tỉnh Luông Pha Băng bổ sung thêm nguồn điện áp suất cao, phục vụ cho sân khấu, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực để nhanh chóng hoàn thiện sân khấu chính, các gian hàng, lắp pano khẩu hiệu, cung cấp thông tin khách mời, đại biểu để công tác khánh tiết diễn ra trang trọng, đảm bảo lễ nghi, tăng cường công tác phối hợp giữa diễn viên hai tỉnh để hoàn thiện các chương trình nghệ thuật, cung cấp thông tin điểm đến, đại biểu để phục vụ cho chương trình khảo sát du lịch. Đại diện tỉnh Luông Pha Băng cam kết sẽ phối hợp và hỗ trợ tỉnh Sơn La trong việc thực hiện các phần việc, nội dung trong chương trình ngày hội. Tỉnh Luông Pha Băng cũng đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục hỗ trợ các diễn viên của tỉnh để khâu nối chương trình nghệ thuật đảm bảo theo yêu cầu, bổ sung các thông tin về tỉnh Sơn La để tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh đến đông đảo nhân dân Luông Pha Băng. Ngày hội văn hóa du lịch năm 2022 với chủ đề Bản tình ca Sơn La Luông Pha Băng sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 tại tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Điểm nhấn của ngày hội là lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật Bản tình ca Sơn La Luông Pha Băng. Bên cạnh đó là các chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi tình đoàn kết Việt-Lào, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của hai tỉnh, triển lãm ảnh, hội thảo và các chương trình khảo sát du lịch tại Luông Pha Băng. Thưa quý vị, trong những ngày tới, tại tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ diễn ra Ngày hội Văn hóa Du lịch năm 2022, Bản tình ca Sơn La, Luông Pha Băng. Và ekip thời sự của STV cũng đã có mặt tại đây để phản ánh về các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng này. Phóng viên Cầm Giang sẽ thông tin từ Luông Pha Băng. Trải qua hành trình dài hơn 600 km từ thành phố Sơn La đến tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, điều ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi đó là vẻ đẹp cổ kính đến từ những khu đô thị và giá trị văn hóa tâm linh truyền thống đến từ những đền chùa hàng trăm tuổi tại đây. Điều đặc biệt hơn đó là sự thân thiện, mến khách của người dân nước bạn Lào. Luông Pha Băng giáp với tỉnh Sơn La và Điện Biên về phía đông bắc, nằm ở ngã ba sông Mekong và Nậm Khan, giữa những dãy núi trùng điệp quanh năm mây phủ. Luông Pha Băng là một trong những điểm đến ưa thích nhất của du khách khi tham quan đất nước triệu voi. Từng là kinh đô của nước Lào cho đến năm 1975, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Luông Pha Băng vẫn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp yên bình và cổ kính vốn có, với rất nhiều công trình đặc sắc gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của mảnh đất này. Từ những ngôi nhà cho đến biệt thự hay khách sạn đều có sự kết hợp hài hòa giữa hai trường phái kiến trúc, đó là phong cách Lào truyền thống với những mái cong mềm mại như điệu múa lăm vòng và phong cách Pháp với những chi tiết tinh tế và hiện đại. Luông Pha Băng còn là một trung tâm Phật giáo với hàng chục ngôi chùa và đền thờ cổ kính được xây dựng từ hàng trăm năm trước. Với những giá trị riêng biệt và đặc sắc, Luông Pha Băng đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1995, tạo điều kiện cho việc bảo tồn và tôn tạo những di tích văn hóa lịch sử nơi đây. Thời gian qua, hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Băng thường xuyên duy trì giữ vững mối quan hệ hợp tác hữu nghị đoàn kết cùng phát triển. Ngày hội văn hóa du lịch năm 2022, Bản tình ca Sơn La Luông Pha Băng tiếp tục là dịp để củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa Sơn La với tỉnh Luông Pha Băng nói riêng và Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói chung. Vâng, thưa quý vị các bạn, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 tới đây, tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Pha Băng sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. Chiều ngày 15 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu tổ chức họp triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 15 tháng 7, toàn huyện Yên Châu đã triển khai tiêm được gần 70.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng theo quy định. Tuy nhiên, ở một số xã, tỷ lệ tiêm chủng cho một số nhóm đối tượng còn đạt thấp. Tại cuộc họp, các thành viên của Ban chỉ đạo các xã thị trấn cũng đã tập trung trao đổi những khó khăn vướng mắc từ thực tế triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 thời gian gần đây, như một số người dân đã mắc COVID-19 nên hoãn tiêm, một số người dân đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương, tình trạng học sinh đang trong thời gian nghỉ hè nên không tập trung và không có mặt tại địa phương trong đợt tiêm chủng. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới, huyện Yên Châu yêu cầu các xã thị trấn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng đúng tiến độ theo kế hoạch. Tiếp tục tích cực rà soát, thống kê đối tượng được tiêm, đồng thời kiểm tra đôn đốc việc triển khai tiêm chủng kịp thời hiệu quả. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Thuận Châu đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 19, nhiệm kỳ 2022-2027.
Nhiệm kỳ qua, đoàn viên thanh niên huyện Thuận Châu đã thực hiện nhiều phần việc hiệu quả. Theo đó, đã tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí trên 1.500 lượt người dân, phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức xây dựng 10 công trình trường đẹp cho em, tổ chức trao tặng trên 3.000 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong, trao tặng trên 5.200 suất quà, một ngôi nhà khăn quàng đỏ, xóa nhà tạm cho 2 hộ gia đình đoàn viên thanh niên và học sinh, hỗ trợ 211 thiếu nhi với tổng trị giá hơn 291 triệu đồng. Đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, toàn huyện có 4 tổ hợp tác xã thanh niên, duy trì 22 mô hình thanh niên làm kinh tế, hỗ trợ 11 mô hình trồng cây ăn quả cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, xây dựng 6 công trình thanh niên cấp huyện, 10% các cơ sở đoàn đạt từ khá trở lên, giới thiệu 1.918 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Thuận Châu khát vọng, đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, phát triển. Nhiệm kỳ 2022-2027, huyện đoàn Thuận Châu phấn đấu ít nhất có 2 mô hình tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Thành lập mới ít nhất 3 hợp tác xã thanh niên phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ. 100% cơ sở đoàn khối nông thôn có ít nhất 1 mô hình đoàn tham gia giữ gìn, phát huy nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. 1 mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới, kết nạp 3.000 đoàn viên, giới thiệu 1.500 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thành phố Sơn La triển khai cấp tài khoản định danh điện tử. Cao điểm xảy ra những hiện tượng dông lốc sét. Trong những năm qua, các chính sách dân tộc và miền núi được triển khai trên địa bàn tỉnh Sơn La đã góp phần thay đổi đời sống đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. Hiện nay, tỉnh đang tập trung các giải pháp để triển khai đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo nghị quyết số 88 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Trung Dũng, trưởng ban dân tộc tỉnh về vấn đề này. Dạ vâng, trước tiên xin trân trọng cảm ơn ông Đinh Trung Dũng đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi. Thưa ông, thì để triển khai hiệu quả các chương trình chính sách dân tộc thì thời gian qua thì ban dân tộc tỉnh đã tham mưu cho ban tỉnh triển khai những sách cụ thể như thế nào và hiệu quả cụ thể ra sao ạ? Phải nói là các chính sách dân tộc thì trong thời gian qua thì được trung ương cũng như tỉnh rất quan tâm và triển khai thực hiện. Thì rất nhiều các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đạt hiệu quả rất là tốt trên địa bàn tỉnh, đã cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Có những cái chính sách về sinh kế để tăng thu nhập cho người dân, rồi là giảm nghèo, rồi là kết cấu hạ tầng thì được nâng lên. Các vấn đề về vai trò của người uy tín thì tiếp tục tạo ra được đội ngũ người có uy tín, có chất lượng, là cầu nối giữa chính quyền với địa phương trong việc thực hiện các chính sách dân tộc. Văn hóa truyền thống thì được phát huy, an ninh chính trị thì được củng cố và quyền bình đẳng giữa các dân tộc thì được nâng lên. Vâng, thưa ông, ngày 18 tháng 11 năm 2019 thì Quốc hội đã phê duyệt cái đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Vậy thì ban dân tộc tỉnh đã tham mưu cho ban tỉnh triển khai những nội dung cụ thể như thế nào để nghị quyết đi vào cuộc sống ạ? Trong thời gian vừa rồi thì ban dân tộc cũng đã phối hợp tham mưu cho tỉnh cũng như là phối hợp với các sở ban ngành tập trung vào một số các cái nhiệm vụ triển khai chính. Thứ nhất là tập trung vào việc rà soát các đối tượng, rồi các địa bàn vùng dân đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, rồi là các dân tộc còn khó khăn đặc thù, và rà soát các cái số liệu để củng cố hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để tham mưu cho Ủy ban dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Và sau khi có các cái nghị quyết, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn thì tỉnh Sơn La cũng đã kịp thời ban hành phân bổ kế hoạch vốn cũng như là xây dựng nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ để triển khai phân bổ đến các địa bàn, các huyện, thành phố. Và hiện nay thì tỉnh Sơn La đã hoàn thành trong cái nội dung này kịp thời theo đúng tiến độ của Thủ tướng. Thưa ông, thì để triển khai hiệu quả nghị quyết số 88 thì tỉnh Sơn La cần tập trung vào những giải pháp đồng bộ và cụ thể như thế nào ạ? Trước hết là chúng ta cần phải có đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những địa bàn khó khăn nhất, những dân tộc có khó khăn đặc thù nhất để tập trung triển khai thực hiện. Cái nội dung thứ hai nữa là khi lựa chọn các hạng mục đầu tư, các dự án liên quan đến sinh kế người dân, rồi là các đối tượng được hỗ trợ,
cần phải có sự tham gia của người dân. Người dân được họp bàn để thống nhất và lựa chọn các cái những hạng mục, huy động các nguồn lực đóng góp của các hợp tác xã, của doanh nghiệp, rồi là nguồn của ngân hàng chính sách xã hội, rồi là nguồn của người dân đóng góp, và huy động các cái nguồn lực của các cái chương trình mục tiêu khác để cùng triển khai thực hiện trên địa bàn, và cũng tránh trùng lặp các cái đối tượng đầu tư, tăng cường phân cấp trao quyền cho cơ sở để chủ động triển khai thực hiện. Và gắn với cái nội dung trao quyền đó thì cấp tỉnh cần phải tăng cường cái sự giám sát, kiểm tra giám sát, đặc biệt là sự giám sát của cộng đồng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và sự vào cuộc của các cấp, các ngành thì chắc chắn là cái nội dung chương trình sẽ được hoàn thành tốt đẹp theo đúng mục tiêu được đề ra. Dạ vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông với những thông tin và chia sẻ vừa rồi ạ. Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư, từ đầu tháng 7 năm 2022, Công an thành phố đã triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Tài khoản định danh điện tử được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển. Khi đăng ký tài khoản định danh điện tử, người dân có thể tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như giấy phép lái xe, tài khoản ngân hàng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an sẽ tự động xác thực và tích hợp hiển thị thông tin qua ứng dụng VNEID với các tính năng bảo mật tuyệt đối trên điện thoại thông minh của công dân. Công dân có thể cung cấp chia sẻ thông tin của mình với bên thứ ba thông qua quét mã QR hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên thứ ba đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử. Tính đến ngày 15 tháng 7, Công an thành phố Sơn La đã tập trung phương tiện, lực lượng triển khai đăng ký tài khoản định danh điện tử cho trên 1.400 công dân, góp phần thực hiện hiệu quả đề án của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an phường, xã đôn đốc cán bộ chiến sĩ đến địa điểm cấp căn cước công dân nơi bản thân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú để thực hiện thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử theo quy định. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNID. Khi sử dụng tài khoản định danh điện tử, người dân sẽ được hưởng nhiều tiện ích. Nếu người dân thực hiện các dịch vụ công, hệ thống sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu đăng ký mà không phải viết tay, khai báo, điền thông tin nhiều lần. Khi thực hiện giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo. Tất cả mọi giấy tờ chúng tôi đã được tích hợp vào trong chip căn cước. Đây là một việc làm rất là ý nghĩa và thuận lợi cho công dân chúng tôi. Sử dụng tài khoản định danh điện tử, thông tin được bảo mật, không thể giả mạo, chính xác và duy nhất. Những giấy tờ cần chuẩn bị gồm căn cước công dân gắn chip điện tử, số điện thoại, email và các loại giấy tờ cần tích hợp vào tài khoản định danh điện tử như giấy phép lái xe, đăng ký xe, tài khoản ngân hàng, bảo hiểm y tế. Sau đây là dự báo tin nắng nóng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ngày 16 tháng 7, nắng nóng xảy ra ở các nơi vùng thấp của tỉnh Sơn La với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Dự báo ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, ở tỉnh Sơn La nắng nóng tiếp tục xảy ra tại các huyện Quỳnh Nhai, Phù Yên, Yên Châu, Sông Mã và Sốp Cộp, huyện Mường La, có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ. Từ ngày 20 tháng 7, nắng nóng có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp 1. Thưa quý vị, chỉ trong 2 tháng qua, nhiều trường hợp bị sét đánh xảy ra tại Thái Bình, Hưng Yên và Hà Nội, gây ra những cái chết thương tâm. Tại Sơn La cũng vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 5 người bị thương ở xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp. Các chuyên gia khí tượng đã lý giải nguyên nhân gia tăng những vụ sét đánh thời gian gần đây. Trong đó, một nguyên nhân khách quan chính là thời gian này đang là cao điểm xảy ra những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét. Nguyên nhân khách quan được cho là do tổ hợp của nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là nước ta nằm ở trung tâm dông của châu Á, cũng là một trong 3 trung tâm dông lớn nhất thế giới. Theo thống kê, một năm Việt Nam hứng chịu khoảng 2 triệu cú sét đánh xuống giải đất hình chữ S. Tuy nhiên không giải đều các tháng trong năm mà tập trung vào những thời điểm giao mùa. Hiện tại đang là thời gian cao điểm xảy ra những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét. Người dân cần hết sức cẩn trọng.
sinh sống ở các tỉnh phía Bắc, các bạn sẽ thấy rằng năm nay mưa nhiều hơn mọi năm, tần suất xuất hiện những cơn mưa nhiều hơn. Vậy mưa từ đâu? Mưa từ những đám mây, và những đám mây mưa mùa hè hầu hết là những cái đám mây đối lưu, tức là ngoài có khả năng gây ra mưa rào thì nó còn gây ra cái khả năng là gây ra dông, sét và có thể xuất hiện tố lốc. Ngoài nguyên nhân khách quan, các chuyên gia khí tượng còn nhận định người dân vẫn còn chủ quan, thậm chí có tới 80% tử vong do sét đánh đều vi phạm nguyên tắc an toàn cơ bản. Ở trong nhà thì sẽ đóng các cửa sổ cửa ra vào, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết. Rồi ở ngoài thì tránh các vật dụng bằng kim loại. Tuy nhiên, tôi lấy một cái ví dụ rất là cụ thể, đấy là một cái smartphone. Đây cũng là một trong rất nhiều nguyên nhân mà cái nạn nhân dùng sét liên quan tới cái smartphone này. Theo các chuyên gia, cách ứng phó an toàn nhất là người dân cần chủ động theo dõi các thông tin dự báo thời tiết. Khi thấy trời sắp có dông, người dân nên ở trong nhà, tìm chỗ an toàn là tòa nhà hay công sở có lắp thiết bị chống sét, nắm vững những cách ứng phó khi có sét đánh. Ngày 15 tháng 7, huyện Mai Sơn đã tổ chức diễn tập ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn xã Mường Bon năm 2022. Cuộc diễn tập gồm hai giai đoạn, gồm tổ chức chuẩn bị ứng phó bão lũ và thực hành ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn. Phần diễn tập cơ chế diễn ra hội nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, quán triệt nhiệm vụ, nhận định đánh giá tình hình, điều chỉnh bổ sung kế hoạch ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn. Hội nghị giao nhiệm vụ bổ sung, tổ chức hiệp đồng, bảo đảm triển khai các biện pháp ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn. Phần diễn tập thực binh với tình huống, do mưa to kéo dài nhiều giờ đã gây lũ quét tại bản Mai Quỳnh, cuốn trôi 2 nhà dân và 3 người mất tích chưa tìm thấy. Mưa lớn đã gây ngập úng tại bản Mai Quỳnh, làm cho bản bị chia cắt hoàn toàn với xã. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ của bản sơ tán người dân, tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ ngập úng, sạt lở, đồng thời tăng cường lực lượng của xã cùng với lực lượng tại chỗ thực hành tìm kiếm người bị nạn, tài sản, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân tại khu vực sơ tán. Qua diễn tập nhằm nâng cao khả năng tổ chức chỉ đạo, chỉ huy điều hành của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã khi có tình huống xảy ra, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng và nhân dân địa phương trong nhiệm vụ ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn. Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01 Công an tỉnh Sơn La đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Sơn La và tiến hành điều tra đối với bị can có nhân thân như sau. Họ và tên Cà Thị Thùy, tên gọi khác Lò Thị Thùy, giới tính nữ, sinh ngày 2 tháng 5 năm 1986 tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, tổ 1, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Chỗ ở, tổ 5, phường Triềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Và bản Cang, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Họ và tên bố, Cà Văn Một. Họ và tên mẹ, Lò Thị Phớ. Quá trình điều tra xác định, trong năm 2018, Cà Thị Thùy đã có hành vi gian dối, không đúng sự thật là bản thân có khả năng xin được việc làm vì đang công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Sơn La hoặc Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La, khiến nhiều người bị hại tại nhiều địa bàn khác nhau tin tưởng giao tiền để xin việc. Sau đó, Thùy đã chiếm đoạt tiền của họ. Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01 Công an tỉnh Sơn La thông báo rộng rãi cho quần chúng nhân dân biết ai là người bị hại có liên quan đến bị can Cà Thị Thùy thì liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La, địa chỉ số 678 đường Lê Duẩn, phường Triềng Sinh, thành phố Sơn La để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Số điện thoại 0269 2680 193, hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Thủy, số điện thoại 0979 789 977. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Huyện Mường La, Yên Châu, Phú Yên, Sông Mã và Sốp Cộp có nắng nóng. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh: thành phố Sơn La 23-32 độ, Thuận Châu 24-35 độ, Quỳnh Nhai 24-34 độ, Mường La 25-38 độ, Mai Sơn 23-32 độ, Sông Mã 24-35 độ, Sốp Cộp 24-35 độ, Bắc Yên 23-32 độ, Phú Yên 25-27 độ, Yên Châu 24-37 độ, Mộc Châu 21-30 độ, Vân Hồ 21-30 độ.